Người Sài Gòn tất bật mua màng chống muỗi đối phó Zika. Quý vị và các bạn thân mến, trên mạng xã hội các cửa hàng kinh doanh màng chống muỗi nhanh chóng đưa Zika vào nội dung tiếp thị của mình. Nhiều nhất là loại màng chụp tự bung cho cả người lớn và trẻ em, sản xuất trong nước và cả nhập khẩu. Giá các mặt hàng này không quá đắt, dao động từ 200.000 đến 400.000 đồng tùy kích cỡ. Theo quảng cáo của nhiều cửa hàng, loại màng này có khả năng chống mọi loại muỗi, bảo vệ người dùng khỏi nguy cơ lây nhiễm Zika. Phần lớn người tiêu dùng đã chọn mua qua mạng xã hội vì được giao tận nơi nhanh chóng. Anh Quốc, làm việc tại một công ty truyền thông ở Tân Bình, chia sẻ do có con nhỏ và vợ đang có bầu nên mấy ngày nay rất lo lắng. Tình cờ sáng qua, người bạn giới thiệu Linh bán màng chụp chống muỗi. Anh đặt mua 2 sản phẩm và chỉ 1 giờ sau đã được nhân viên bán hàng giao tận công ty. Anh chia sẻ với bạn bè và ngay lập tức bạn bè của anh cũng sốt sắng đặt mua mặt hàng này. Cũng theo chia sẻ của các cửa hàng, nhu cầu màng chống muỗi đang bắt đầu tăng từ sau thông tin thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhiều người nhiễm Zika. Tăng nhiều nhất là loại màng chụp cho trẻ, các loại màng khác lượng bán ổn định hơn nhưng cũng bắt đầu tăng so với vài tuần trước. Thuốc diệt muỗi, dịch vụ xịt côn trùng và các loại tinh dầu đuổi muỗi cũng được nhiều điểm kinh doanh đẩy mạnh quảng bá. Chị Nhàn, chủ một trang kinh doanh thuốc diệt muỗi tại thành phố Hồ Chí Minh cho hay, doanh thu tại cửa hàng chị tăng thêm 30% từ khi có thông tin Zika được phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị Nhàn cho hay, khách hỏi mua thuốc xịt muỗi và đăng ký phun, khử trùng tại nhà cũng tăng lên. Tất cả đều chung lo lắng khi đăng ký dịch vụ là thuốc có diệt côn trùng, có diệt được loại muỗi gây Zika không? Khảo sát tại các chợ Tân Bình, chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, chợ Bà Chiểu, Bình Thạnh, nhiều tiểu thương cho biết các cửa hàng kinh doanh chăn ga trước đây thường hiếm bán màng, nhưng gần đây đều đưa vào bán vì nhiều người mua hỏi. Chị Hạnh, tiểu thương chợ Phạm Văn Hai cho biết, trong vài tuần trở lại đây, người dân có xu hướng mua màng chống muỗi nhiều, chị nhập hàng liên tục. Tại cửa hàng chị Hạnh bán chủ yếu loại màng treo và màng chụp nhỏ dành cho bé với giá trung bình 70.000 đến 100.000 đồng một cái. Chị Hạnh cho hay, trước đây ít người mua màng lắm, những tháng mùa mưa có vài khách đến mua nên tôi không nhập nhiều. Tuy nhiên những ngày gần đây, khách đến mua liên tục, cửa hàng tôi bán trung bình 8 đến 10 cái mỗi ngày. Chị Thủy ở quận Tân Phú, chủ một cửa hàng chuyên cung cấp sỉ các loại chăn màng trên đường Tây Thạnh, quận Tân Phú, cũng cho biết, từ lúc có thông tin về dịch Zika, khách hàng đặt sỉ tăng đột biến, không ngày nào cửa hàng chị nhận dưới 10 đơn hàng. Chị Thủy cho hay, màng được khách chuộng nhất là loại chụp vì tiện lợi và gọn. Ngoài ra, các loại màng tin móc tường cũng bán chạy về giá rẻ, khoảng 120.000 đồng một cái. Chị Thủy cũng cho biết, có nhiều khách hàng gửi tới chị tìm mua loại màng chống muỗi đặc biệt, được cho là loại màng đã tẩm thuốc chống muỗi. Tuy nhiên, chủ hàng này cho hay, hiện trên thị trường không có loại màng được tẩm thuốc sẵn. Nếu có nơi nào bán thì khách mua phải cảnh giác, vì có thể các điểm bán này thổi phồng để bán được hàng. Liên hệ thêm với một cửa hàng chuyên cung cấp thuốc chống muỗi nằm trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp. Chủ cửa hàng cho biết, loại thuốc phun xịt, ngâm màng, rèm cửa hiện nay, cửa hàng vẫn có bán. Anh Thành, chủ cửa hàng cho biết, tuy nhiên số lượng bán không chạy vì giá rất đắt. Đối với sản phẩm nhập từ Đức và Thụy Sĩ, giá 750.000 đến 1 triệu đồng một lít. Những mặt hàng này chỉ dành cho nhà có em bé và có điều kiện tốt. Anh cho biết, hầu hết cách lựa chọn loại thuốc diệt muỗi bằng cách phun xịt. Loại này ai cũng có thể tự phun để bảo vệ gia đình, bằng cách pha theo tỷ lệ có sẵn, bỏ bình phun, rồi phun vào những nơi tối ẩm. Với những mặt hàng này và cả nhang đuổi muỗi thì cửa hàng của anh Thành bán rất chạy. Anh Thành nhấn mạnh, tuy nhiên trên thị trường có rất nhiều sản phẩm kém chất lượng, nếu người mua không tìm hiểu kỹ thì rất nguy hiểm vì dễ kích ứng da và hô hấp.